bố bố đi. Anh bắt thấy không, em ở bên đó, em ở bên đó đó, mà cái dịp Tết này nè, em ở bên đó dịp Tết này nè, mà cái lúc mà bắt đầu mùng 1 Tết, mùng 2, ví dụ như mùng 1 Tết rồi đi, bắt đầu qua tới mùng 2, mùng 3, mùng 4 vậy, mấy cái ngày vậy đó, mình làm một cái Nó vắng tour không? Nó đi vắng xa xa, úi ngoài đường vắng chạy rồi super đã luôn á. thì đó là chết chạy là xong hết sướng, rồi. mình đi Ủa, mình bà không rồi phải là có chạy cái nhanh chạy gì, nhưng mà điện mình thoại có đi cái ý tưởng hay á. cái ngày đó À không, cái thôi đi anh chạy đó ngoài đường là đâu sướng phải là lắm. ý tưởng gì, đó lên kế hoạch rồi. Ừ, Cái nó thứ vắng hai đó mẹ, là nó vắng đường chạy nó tôi. lấy xe của anh, nó đi nó làm thay nhớt tay đồ rồi kiểm tra bánh hơi các cái, nó mới đưa về chiều ngày hôm qua, đánh bóng chùi rửa sạch sẽ hết rồi, có nghĩa là ông Vui về đây đi cưới có vui thôi. mà gặp bà dịp này nữa, thời tiết đẹp nữa, đi nó mát Đó, sướng. nó nói là bây giờ là chuẩn bị vài hôm nữa là đường xá giết là nó vắng, tại vì khi mà người ta về ăn Tết hết rồi là mẹ chạy sướng lắm. Có gì nữa, em về Tết hồi xưa em thích nhất là chạy mấy cái ngày Tết này. Năm nay về có bà xã chờ bà xã đi chơi mà. Tour định đi đâu anh? Mấy bạn anh, mấy anh bên đó định tổ chức tour đi ra tới đâu lận? Đi Không biết, đâu? nó không biết, nó bảo là đi xa xa đi chơi mấy ngày cho nó đã, mà nó chưa thông báo cho mình biết, nhưng mà tụi nó lên tour rồi, nó bảo Ha. chờ chú về thôi. Chân đi bằng đèn ha. Đi đâu? Măng đen. Măng đen là gì anh? Măng đen là ở Kim Tum á, là cái tên một địa danh là tỉnh Kim Tum á, Con nó gần chỗ gần chỗ Dung á. Hôm trước có một thằng nó mời đi, nó có cái resort ở Nagi, La Ghi cũng vui, Nagi La mà Ghi nó Bình thì Thuận nữa. nó cũng mời ra, mà không biết là tụi nó có đi không, không biết, mà coi chừng là tụi nó đi ở đó thì không biết chừng. Mình thì giao cho tụi nó mấy cái địa điểm tụi nó cho nó lựa, nó đi rồi nó biết nó đưa mình đi, mình chỉ hưởng Thôi đi đi mấy hưởng chuyến thụ gần gần thôi. thôi cũng vui, đi xa quá thì sợ về mệt, mà gần gần cũng vui. Làm chuyến ra Đà Lạt đồ này kia, kéo nguyên băng đi phượt Nói chung vui là lắm. vài bữa nữa là tha hồ về bánh chưng bánh tét, trời ơi củ kiệu tôm khô Sướng học dịch bạch thảo đồ này kia, củ kiệu tôm đó. khô rồi ha. Em ngộ lắm Tết. Em nói vợ em làm gì làm có cái món đó cho em là ok à, củ kiệu hột vịt bắc thảo thằng tôm khô. Em kết cái món. thằng em thằng em thằng 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 ấy Thế Quang biết này, thằng Hồng đó, Thế Quang nó bảo là nó đặt một con dê quay ở tại nhà luôn. Vui. Anh bắt cho em hỏi, em hỏi anh bắt nè, nãy giờ em bắt coi ở trên cái video em đang chiếu á, cái hội chợ Tết á, anh đố anh bắt chứ đang ở đâu á. Hội chợ Tết nào? Đó em. À, ở đây hả? Ở Thì ở ngay trên cửa chợ Bến Thành ấy. Tự nhiên năm nay ngay trước cửa chợ Bến Thành tổ chức cái hội chợ Tết, ồ ấy vui dã man không? anh tự Ừ. anh tự việt quay về Việt Nam Gì đại ca đang ở đây vậy? Em chiếu chiếu anh tưởng là em đang đi bộ ngoài chợ ở Sài mà. Gòn Thì tôi nghĩ nhưng nó không, mà cái này nó không, cái này nó không phải hội chợ Việt Nam, vậy chứ là gì anh? tức là trước chợ Bến Thành á thì nó có hiện tại nó cái khoảng đất trống á, hồi xưa nó là cái bùng binh Quách Thị Đúng Trang đúng rồi, không? đúng Bây rồi. Giờ Nhưng mà là hôm nọ nó khai trương, nó nói là hội chợ của quận 1, quận nhất. À, thế xong nó rồi. làm cái khu này nó giống như một cái khu là tiểu cảnh để cho bà con đi thưởng ngoạn Tết á, giống như nó trang trí là cái hình này, cái trang trí cái phong nền kia. Nhưng Không, mình mà có gọi điều là là nó kiếm đề đồ là ăn uống là bao la luôn á. nó đây là hội chợ của quận nhất, rồi hôm nọ anh coi nó khai trương Năm đầu mà lần đầu tiên làm đây mà vui chứ. quận nhất. Nhưng mà em thấy cái này nè anh Thơ Quang, hình như là năm nay á, thường thường mỗi năm á là cái đường Nguyễn Huệ, là cái đường đường hoa Nguyễn Huệ thì em không nói rồi, nhưng mà năm nay em thấy sau cái đường Lê Lợi á, cái đường Lê Lợi là nó bắt ngang cái đường Nguyễn Huệ từ nhà hát lớn thành phố chạy xuống với chợ Bến Thành là cái đường Đúng. Lê Lợi á, nó Đúng cũng rồi. làm cái gì ở chính giữa đó, chính Đâu, nó giữa làm hết đấy. dừng Em, nó làm đi dài dài xe suốt luôn. gần chợ Bến Thành mà. Chính giữa là lâu lâu nó làm gọi là cái đường giống giống như cái hội chợ sách, hội chợ sách thì đông trong đó, thì ra là mang tiếng hội chợ sách với nó cũng kèm cho em vô là nó bán ẩm thực.
Người ta không có ẩm thực để cho người tham quan người ta đi người ta coi người ta mua sắm á. Cho nên năm nhưng mà Việt Nam mình giờ giờ nó như thế này nữa nè, bây giờ nó đỡ rồi, nó đỡ bị dồn toàn là gì, tức là hầu như các quận huyện hầu như luôn nha, họ đều có một cái tổ chức riêng cho họ. Thứ nhất đúng rồi là để phát triển cái phát triển tại chỗ, thứ hai là nó tránh cái vấn đề mà là dồn coi như giãn ra cho nó bớt tập trung về cái trung tâm quận nhất nhiều quá thì như mọi năm thì nó không ổn và nó người dân sẽ nhàm chán Việt Nam, phải không? Cái sau này á Việt Nam về là Việt Nam ngon nhất là thành phố Thủ Đức của ông, phải không? Thành phố Thủ Đức mới là... phát triển mới ra cái đường đi bộ nữa kìa. Tại vì sao ông đâu, ưu điểm của nó là gì, nó phát triển sao, phát triển sao là một cái, thứ hai nữa nhà cửa chung cư nó còn mới toanh, đường xá nó còn ok hết Việt Nam, phải không? Và quan trọng nữa là cái tụi đi sau á thì nó luôn luôn học hỏi được những cái nó mới lạ, nó lại kinh nghiệm đẹp hơn cái tụi trước. Đó cho nên là sau này là ở cái thành phố Thủ Đức á là cái khu đó nó mới làm mấy cái lễ hội nút khách mới nhiều, tức là đang dồn đang tập trung đầu thành phố Thủ Đức đó, là em thấy nó sát vách thành phố Hồ Chí Minh cho nên người ta giãn ra ngoài đó là rộng rãi thoải mái hơn, đúng rồi, nó lưu thông nó cũng đã bị ứ hơn. Chứ bây giờ cứ hình dung xem hồi đó giờ là cứ cái gì cũng đổ vào quận nhất hết á thì nó bị dồn vô, nó tụm lại. Thủ Đức bây giờ là một quận của Sài Gòn mà còn đó thuộc thì quận nhất Thủ Đức là thuộc thành phố Thủ Đức rồi. Thủ Đức là một quận của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mà đâu có đấy, là hồi một quận ngày xưa. Ngày xưa là quận, bây giờ ta bây giờ là được quận bây giờ gom lại thành thành phố Thủ Đức. Bây giờ là thành phố đúng rồi, nằm sát rồi bên thành phố Hồ Chí Minh luôn, tức là ngay bên kia Sài Gòn, quận 2 nó cũng thuộc về thành phố Thủ Đức rồi. Lâu quá không về rồi, quên mẹ nó hết rồi. Coi như là bây giờ anh đứng ở bến Bạch Đằng á là anh quận nhất, anh nhìn qua sông bên kia Thủ Thiêm là thành phố Thủ Đức đó, thành phố vậy Thủ đó. Đức ok à, nhìn giờ nó hoành tráng ra luôn. Mà thôi mấy anh em đừng chọc Việt Tân á, ngày mai nó tức lên, ngày mai mẹ là ngày mai tôi mua vé tôi đi về. Việt Tân là ai? Việt Tân là ai? Bây giờ không gọi Duy Tân nữa rồi. Đọc đọc chơi mà em tức quá, đủ mẹ ngày mai em mua vé em đi về. Mắt nó làm nhiều quá, bớt nóng anh. tại vì người ta sắp đi mà, người ta được quyền ăn to nữa mà. Bác lại đi ăn Tết Việt Nam ha. Đúng rồi anh, bây giờ mình gần tuổi về hưu phải đi chơi. Đúng, em hy vọng một ngày nào đó em về Việt Nam rồi em hưu rồi cái là mấy anh em mình quá nhiều nghèo. Nhưng mà hết anh alo anh cái ra cà phê nói chứ 2030 em mới đi thai, lâu quá. lúc đó anh chết tiêu rồi. Mấy ông anh không biết còn chống gậy nổi luôn. Phải cho thằng em kiếm tôm mớ lú á chứ. 22 phố đi bộ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nè, dễ sợ chưa? Dữ vậy hả? Đúng chứ, bây giờ mà anh nói phố đi bộ là có 22 cái phố đi bộ ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Trời ơi. À đúng rồi, ở bưu viện có cái nữa. Đấy, thì cũng là bưu viện, cũng là phố đi bộ. Đúng rồi. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, giờ phố đi bộ ở Thủ Đức. Phố đi bộ Thủ Đức là Thảo Điền, phố đi bộ Thảo Điền thì phải. Bưu viện hơi xô bồ đó anh Bắc ơi. Bùi viện, dạ, bùi viện, nhà đó mà Tây, bùi viện thì nháo nhác, tức là nhà ba má anh ấy là ở giữa con hẻm, tức là từ bên phòng ngũ lão băng qua bùi viện. Thôi em cứu trước nha, cứu trước nha, ba anh em nói chuyện nha, em cứu trước nha. Chỉ chân nãy giờ hơi bị lâu rồi đó. Bây giờ mà giờ sớm mà thường là 4 giờ sáng mới ngủ chứ. Lại nè. Lại đại ca, ông lại đại ca. Tết ông nhắc ngủ cái gì không biết nữa, mệt ghê. Tôi còn giác cạch hay cái đầu ông ơi. Giác Tết nghỉ giác đi. Đói. Rồi đói chết luôn à. Mấy bữa nữa mấy bữa nữa là nó nghỉ rồi. Lương bà cũ không đủ sống đâu à, đói chết luôn à. Lương bà cũ. Ok. Chào tạm biệt mọi người nha. Rồi. Cảm ơn mấy anh. Ok anh. Dạ. Ngủ ngon anh. Đấy.
Đấy, thì bởi vậy Việt Nam bây giờ phố đi bộ quá trời vui luôn, nhiều lắm. Ừ. Anh xuống trong cái điện thoại kéo này lại để anh cho bác coi cái kênh tàu hũ nhà em nha. Ok. Xuống rồi em lo lại. Kênh tàu hũ. Rồi. Đang mời anh lên đó. Đó. Ok. Rồi. Ôi giời, lâu lắm mới thấy cái mặt của nó. Nè, kênh tàu hũ bác ơi. Nếu mà ủa, cái này xoay. Đó, vậy được. Lấy gì thấy rồi đó. Ủa. Đây kênh tàu hũ. Ủa, hình như anh mới gắn cái khung lên. Đúng rồi đó. Nhà kiểu quay coi mắt nhận xét này. 26.000 đó em. 26.000 hả? Nhà em bị báo banh luôn. Ừ. Lưới này. Ủa mà cái khúc sông là đẹp quá. Năm sau nó mới thấy ổng ở đằng sau có cái con sông giống Việt Nam ha anh bác hả? Nhưng mà cái này đẹp quá, nhưng mà cái này nó phải kiếm cái thêm một cái giác để đó nữa. Ủa có cái giác không, cái này nói gì nhỏ nhỏ thì, thôi em nhà nghèo chỉ có chơi có cái đấy khỏe chứ giác. Ủa có cái deck ngay chỗ này hả sảy quá luôn. Chơi cái canoe có chiếc bét à, phải quất một chiếc tàu nhỏ nhỏ đấy. Đậu đây nữa là chiến đấu luôn. Dạ yeah, thì cái tổ đúng không? Ừ. Đúng rồi. Cái chỗ này của em, cái chỗ này của em mà chiều đang ngồi đó câu sướng đấy. Ồ, câu cũng nhiều cá. Đấy. Nhưng mà mấy hồi này em không là gan luôn, không câu. Và em trồng mía cũng lên nè. Mấy mía. Trồng mía. Pô đào trồng búa xua. Nhưng mà trồng mía cái vấn đề là trồng xong không biết làm gì luôn, tại chưa có máy ép đứt mía. Anh không mua anh ở đây không, chừng nào về Việt Nam đã. Hình như đây nào về Việt Nam rồi mình mua. Ở đây như có bán máy đứt mía nữa đó. Trên Amazon có là trồng chuối, nhưng mà mình trồng chuối dở quá nó ẩu thế đó. Thì cái là trồng cái ổi đó nè, cái ổi. Nhưng mà em không có chỉ tay làm nông anh ơi, trồng gì nó không lên đồ. Mà cái này mà gặp anh với bà xã anh trồng là thôi hết nói. Anh bắt bên sông đất ở Florida trồng ngon lắm. Ừ, ở Florida anh trồng, anh bà người ta trồng cũng y như Việt Nam luôn á. Anh với bà xã anh là mê trồng đất lắm. Tụi anh trồng cứ mùa hè anh trồng rau húng rồi hẹ rồi cần của Việt Nam rồi bầu bí trồng đằng sau nè. Đây trồng được hết á, nhưng mà em trồng dở, tại em ở đây không có full time, em ở đây part time đó, là nhiều khi trồng nó đang ok cái em bỏ đi cái nó chết. Ủa rồi lúc mà em về dưới Washington thì ở đây ai coi? Bỏ nhà không? Ôi rồi. Không sao đâu. Thì mai mốt thì em đã nói là khoảng 3-4 tháng rồi em retire xuống đây luôn. Nhưng mà không có mình em mà. Tại sao? Không có đi mướn anh làm quản gia làm vườn cho. Bảo anh mắc quá rồi, nếu đâu có đủ tiền đâu mà trả. Anh đang mẹ mê lắm, đâu mà cứ thế này là có cái nhà này là anh trồng cây trồng kiếp, anh ra ngồi sau anh bỏ cần câu xuống cho mẹ thôi chết anh rồi. Anh làm cái nhà có... anh làm cái nhà đó là nhà lưới hay là kiến anh? Kiến. Lưới. Ảnh nhìn giống như là lưới giống phải kiến. Ủa anh nhìn sao giống kiến quá vậy? Dạ không, kiến lưới. Không có làm cái khung như vậy đâu anh. Ở bên này thì nó làm khung như vậy em. Nè. Cái mạch là gì? Kiến là cái khung nó phải cứng cáp bự hơn. À đúng rồi, lưới. Sao không để cho nó open luôn? Ủa, chơi nó mới là tuyệt vời. Cái kỳ mà tụi nó chưa có thời gian để nó làm á, thì mình một năm trời là không có lưới. Mà mình ra ngoài để ăn á. Mình mới ăn có khoảng cái nửa tiếng, ruồi đâu ra nhiều lắm. Mà bình thường không thấy đâu á, nhưng mà khi mình làm đồ ăn cái nó bay mũi là ruồi lúc đó. Cho nên bây giờ mới thấy có cái này rất là đỡ. Thì có cái đó thì nó chặn lại nói gì nữa. Chặn mấy cái con bớt, mấy cái... Hồ bơi, hồ biết rồi sông ngòi, đủ mà quá đã luôn. Thôi đợt này Ngọc Tinh nó đang bị probation, cho nó qua cái probation đi, rước nó qua đây. Thì cái đó em cũng đang xin giấy phép của xã mà. Nếu bản ký một cái em ok luôn á. Thì cái Florida để Việt Bay biết rồi, nhưng mà để giải thích cho anh Bắc á, ở Florida
là cái mùa này nó đẹp vô cùng, nó mát, mát trời lạnh lạnh sướng sướng đời mẹ đi. Mà ở chỗ em ở Florida nó có ấy không, nó có mùa đông Nè, đang mùa đông này nhưng mà nó lạnh lắm đấy, chỉ khoảng có chừng bốn mấy mấy độ là bao nhiêu Việt Quang, bốn à, độ là bao nhiêu, nó mà lạnh lắm mà tính độ C anh thì khoảng chừng lạnh lắm mười nha thì cũng mười cỡ độ 10 15 độ, 10 15 độ mười là C. nó giống như kiểu ở Đà Lạt vậy hả? Đó, nó nghe Lạnh mùa hơn à? hè thì Có thể lạnh lạnh hơn hơn, lạnh hơn. Mùa hè thì nó cũng nóng à, nó cũng nóng 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 à, mùa nhưng hè mà nóng nhưng mà mùa đông thì nó chỉ vậy thôi, không bao giờ có tuyết. mà mấy cái khí hậu đó là nó hợp với anh lắm luôn đó. Giống như Dạ. Texas em vậy, Florida cũng tựa tựa vậy, mà Texas em có một cái, có nhiều khi khí hậu nó còn khắc nghiệt hơn ở Florida nữa. Florida khí hậu nó ấy mà dễ trồng trọt, đất nó Mình trồng coi ra nó bị bão đó. Không biết anh Bắc có có biết đúng là rồi. em bị bão, em bị một trận bão gian không anh? Thì cái mấy lần trước là nghe ở Florida đó, nhưng mà anh đâu có hỏi thăm là tại vì anh đâu có nghĩ rằng là em ở đó, em ở dưới Washington. Em bị một trận bão cách đây đúng một năm, hơn năm năm mấy tháng Đúng rồi. thì bão mà nó mà gió tới 160 nhưng mao, mà có nghĩa là nhưng mà hai trăm nhưng cây mà số giờ nhưng mà bị nó ảnh hưởng vào nhà cửa, như vậy là bên bảo hiểm nó có đền bù gì được không? thì cái nhà này thể đền, Ừ. nhưng mà em còn một cái nhà nữa ở bên đảo ở gần đây là 30 30 phút. Cái nhà đó là em cho thuê Airbnb, thì cái nhà đó thì nó banh hết trơn luôn, nó banh bên trong thôi, tại nước nó vô trong nhà tới 1 mét anh, Ô trời. nên thành ra nó hư hại hết cả. Nhưng mà em sửa hết rồi, bây giờ em đang khách đang ở mà. Ừ. Nhưng mà cái nhà đó em đang lo, nó nếu mà nó lại báo lần nữa thì em chắc sạch nghiệp quá, tại vì thì vừa rồi đó em sửa hết gần bao nhiêu 100.000 anh, bảo hiểm hết có đền có 30.000 thôi, có phải bỏ thì tối là 70.000. Tại sao em cũng ngạc nhiên cái tại sao bảo hiểm này, cái đó tại anh mua cái gói bảo hiểm nó như vậy hay sao? Chứ còn nếu mà bảo hiểm mà anh deductible, anh trả tiền cho nó 2% là 2% là nó sẽ đền cho anh hết chứ anh cư xá. Ơi câu hỏi này, nhưng mà tại vì nó nói như thế này là anh không có cái khoản luật, nó không có, anh không có mua cái flood flood insurance đó, không À, có flood insurance, là nước thành ra ngập. nó consider cái damage này là bị ngập đó. Còn Má báo bảo nó hiểm này mắn mà nó, tôn nhưng mà cái gió của báo nó sụp cái nhà lưới ở bên cái nhà bên kia, nó cũng có cái nhà lưới giống vậy nè, cái sụp nhưng mà nó không đền, tại vì trong cái khoản mà bảo hiểm nó nói nó không đền cái này, nó điếm đó. Nên cái nhà bên đó nó cũng bị sụp, nó cũng tốn 22.000 cho cái nhà lưới bên nhà bên đó. Cho nên mà nói chung là hai cái nhà Florida một năm để em nuôi hai cái nhà này á, làm tốn khoảng có trên dưới 19.000 để nuôi hai nhà, là tiền cỏ nè, tiền chu kỳ nữa, được phải chu kỳ nó làm cắt tóc cỏ, và cái thằng cắt cỏ nữa, tiền hồ bơi nè, tiền bảo hiểm nè, tiền điện tiền nước và tiền thuế nữa. Đó, nó nhiều lắm, tốn kém. Cái chỗ anh đang ở nè, thuế đất property tax bao nhiêu phần trăm? 1% Một đó phần đó, trăm nếu vậy thấp. nhưng mà anh là out state, anh không phải là resident, anh không phải Ồ. resident, thành ra nó đánh thuế anh cũng 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 nhiều lắm. Được rồi, bao nhiêu hai cái nhà là năm năm ngoái á, là anh trả cũng 12.000 á tiền thuế, không 12.000, cho nên nuôi hai nhà là tốn kém. Em phải ráng cho cái nhà bên kia Airbnb để lấy cái tiền Airbnb nó trả hết cái chi phí, thì Đúng em nghĩ rồi. có thể được, tại vì Airbnb nó cũng đủ nuôi mà. Thì có một người đó, hiện giờ đang ở trong cái nhà bên đảo đó, nó ở 1 tháng luôn, À, tháng luôn ha, một tháng luôn là Airbnb ông muốn đã. như là tháng là good. Thì đó thì nó trả cũng 5.000, trừ tùm lum nó thì cũng kéo được 5.000, còn nó thì người ta thường thường ở 5 6 ngày hay là 12 tuần gì đó. Nhưng mà anh phải tự manage thì phải thôi, anh phải communicate với khách á, trả lời á. À, Thì chứ cách anh đây không có qua service, không có qua tụi kia. không biết hôm qua tụi Ô kia quá, cái biệt thự ở Việt Nam của anh đóng mắc chết mẹ luôn, đóng thuế tiền đất Việt Nam bao nhiêu là gì mắc anh, Việt Nam thuế cũng thấp tỷ nữa mắc kinh khủng luôn. Nhà anh ấy là 12 thước bề ngang, 22 thước bề à. dài, cũng mấy trăm ngàn, ba lầu, đúng rồi,
đóng tới đóng một năm đóng tới được 500 ngàn mặc quá. 500 ngàn mẹ, 500 ngàn 20 đô ba. Mẹ nghe 500 ngàn là nhiều rồi chứ. Em bề ngang, em bề ngang 8 mét, bề dài 21, em phải đóng đóng tới cũng 3 tầng, em phải đóng tới để coi 80 mấy ngàn nữa. Đó, đóng vừa rồi em còn giữ tờ giấy đây nữa nè. Đó này mấy ngàn có $3 chưa tới $4 rồi ba. Bớt lại đi. Nè, khổ thiệt. Mỹ à, nó ăn cướp chứ mà. Tiền thuế mẹ. 58.000 đồng tiền thuế. Có nặng hả? Đúng rồi. Ôi, ở Texas còn ác nữa. Quả Texas thuế nó còn giá man quá anh. Lấy cái này. Ủa sao anh nói là Texas rẻ lắm mà. Nhà nếu mà anh so sánh ra nhà nó rẻ thì thuế nó cao anh. À, thuế đất, thuế đất cao. Dạ. Mặt trước nhà đẹp. Mặt trước. Dạ. Đó, quá đẹp. Dạ. Kiểu Florida nó tropical ha, nó. Dạ. Ồ mẹ, cái cây này nó rất nè. Nè. Mấy cái cây này nó gọi là cây gì ta? Cây palm á. Dạ. Palm. Em chỉ ghét có một cái là hurricane này bão, mẹ nó bão. Năm nào cũng cái cây ở dưới Florida nó có cái cây này không có đẹp lắm nè. Palm. Có mình ở dưới đây thì không biết đẹp trai có em vợ gì không? Em gái gì không? Dạ có đứa nào nó chịu ở đây hết anh ơi. Ở Việt Nam hết trơn rồi. Cái gì chị vợ em hồi đó bà già qua đây cái rồi lãnh bà già vợ qua cái hỏi bà đồ này kia làm giấy tờ bà nói bà nghe là bên đây phải đi làm rồi ăn thì phải nấu để đó mấy ngày nếu ơi bà nói thôi dẹp đi bên đúng kia rồi. Rồi. Đi chợ mỗi ngày tao ăn mỗi ngày đồ tươi không mấy đồng mình mà bắt đầu ở cái tuổi mà bắt đầu trên 40 qua Mỹ không nên đúng rồi 30 có thể chứ còn 40 thôi bây giờ người ta 40 người ta tìm cách người ta mò từ Việt Nam mình lại mò sang Mỹ là làm mình mò sang đây khổ vậy nói chung ở Việt Nam là có công có việc có tiền có bạc là sướng nhất đó em mất rồi em Việt Tài về là coi như là hai người là tính đã bàn rồi anh và tính ở chung luôn đó ngủ chung luôn ngủ chung phòng luôn cho nó đẹp ngủ chung múa lửa thôi ngủ mà cái kiểu đó là mẹ tha hồ ấy nữa mà hai thằng mở chung là tan cửa nát nhà nói chơi chứ mai mốt mà có dịp về Việt Nam mà người thai á về có mấy anh em mình ở bên này cũng vui anh vui chứ đương nhiên rồi tại mình đã hiểu nhau rồi đó thì về nó cũng vui anh nói cho mấy đứa nghe hồi xưa đó ở anh ở Việt Nam đi đâu phải là anh không có bạn bè nhưng mà sau này á mới đầu mỗi người nó sống theo một cái kiểu khác nhau yeah. Bạn cho nên về cái cách thức ấy, nó vẫn không có hạp nữa rồi đó. Mình thì ở sống ở đây lâu rồi bây giờ cái tính cách của mình nó cũng khác rồi tức là mình thoải mái hơn mình các cái ấy hơn ví dụ như là cái cách giao tiếp rồi cái cách đấy còn bên kia má nó hở chút xíu hôm bữa chơi đợt mấy năm trước về chửi cho thằng bạn ấy. Nó nói chuyện cái nó không có cái bắt đầu nó lôi cho nó bảo mày Việt Kiều nó kia đủ mà nổi điên lên chửi cho một tặng đủ má nó đủ nó đập mẹ mày nói không thì bài ba mày hở chút mày gài mấy cái chữ Việt Kiều đủ má tao là tao kỵ nhất cái chữ đó mẹ đúng cỡ thằng lớn ta mặt các lòng anh chứ đấy là... cho nên là anh về anh bữa trước cũng có mấy thằng em bên này rồi cũng hạp lắm cho nên là về cà phê nói dốc rồi nhậu nhẹt nó vui lắm nhưng mà sau bao nhiêu năm con người ta thay đổi á chính anh cũng thay đổi mà à thì nhưng mà cái anh thay đổi thì mấy đứa không em biết thôi không phải thay đổi nhưng mà mấy đứa kia nó nói là anh thay đổi theo cái hướng tốt chứ không phải là hướng xấu tức là đấy là trong gia đình anh luôn đó đó là hồi xưa anh nói câu trước câu sau là anh đập liền hoặc ấy thì bây giờ mình nó khác cái chỗ là mình nói chuyện với con với cháu cũng từ từ rồi mình cũng chỉ bảo những cái này cái kia rồi cái gì cũng từ từ chứ hồi xưa nó không phải như hồi xưa tính anh nóng dữ lắm nóng kinh khủng luôn ví dụ vậy
về công việc các cái rồi, nói chung là mình thì cái gì cũng từ từ, ăn nhậu cũng vẫn thế, thế thôi. Cái hồi xưa ăn nhậu vô là mẹ nổi điên lên ông quậy tưng bừng. Bây giờ thì không có, cái gì cũng từ từ. Anh em thì em cũng hơn còn lại mấy thằng bạn già hồi xưa còn đi học ở Việt Nam, rồi còn tiểu học á, ở cùng xóm, bây giờ em về em cũng ở xóm đó cho trời nên ơi. Biết hết cho nên về tụi cũng còn vui lắm. Anh về rồi mẹ bạn là cũ đó, học đó hồi xưa rồi, mẹ lính tráng đệ tử anh đó, rồi mẹ về mẹ nó nhà nó có tiền, mẹ nó xin tiền nó mình cho, nó còn chế ít nữa. Đó có nhiều thằng thế ấy mà thôi, đủ mà tránh mặt nên mấy người mẹ không cho cũng phiền, mà cho cũng phiền mà thôi thôi dẹp. Nói chung là bạn bè em thì nó đỡ con cái sao ông này bị đớp rồi, đỡ con cái đứa nào cũng có công ăn việc làm ăn ok cũng vui. Thì tụi nó cũng có công ăn việc làm em, thậm chí nó còn có quán luôn mà. Yeah. Có cà phê luôn mà. Thế chứ mình đúng mà gặp mặt mình nó thở kề khổ. Trong khi đó là bao nhiêu người khổ. Anh cư xá sao không có camera, check lại tắt cái máy anh mở lên lại anh cư xá. Đâu ấy rồi, nó tuột xuống rồi. Ổng bị rớt. Rớt rồi. Nhưng mà chắc ấy đi, anh đi chắc anh cũng chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi làm. À mai đi làm hả anh? Dạ. Ừ, mai anh đi okay, sớm em. Hơn tại vì anh có một cái công việc tức là anh phải ra giải quyết cho nó trước xong trước 10 giờ. Dạ dạ. Ừ. Ok anh. Tại vì rồi, cái máy anh làm ấy là đến 10 giờ nó đặt xe đến để lấy đi á. Chắc mai chắc anh đi 4 giờ sáng ấy. Oh wow, đi sớm nè. Ừ. Giờ bên anh mấy giờ ta? Giờ này nè. Bây giờ là 8 rưỡi tối. 8 rưỡi tối, ok. 8 rưỡi tối chủ nhật. Yeah. Em thì giờ 1 giờ rưỡi trưa chủ nhật. Chắc em cũng chuẩn bị xuống rồi, cũng dọn dẹp vòng rồi... Mình vẫn ở nhà dọn dẹp nhà thôi chứ không chả làm gì ngày hôm nay. Ừ, thôi được rồi, ấy vậy. Rồi, ok anh. Dạ, cảm ơn anh lên chơi hôm nay. Rồi, ok. Anh em chơi nói chuyện vui quá. Bye bye. Dạ, bye. Ok, vậy mình lần sau tiếp nha. Ok, anh cứ xa. Anh lên trễ quá. Hồi sớm, từ sớm giờ lên chơi nói chuyện vui quá trời. Có gì bữa nào mở live nữa em alo anh nha. Vô chơi nha. Em uống hết ly cà phê em quất luôn, banh luôn cái bình trà bự trà bá ở đây. Thôi Việt Rai cũng xuống live luôn nha. Chúc anh chị em ở Việt Nam ngủ ngon, chuẩn bị đón Tết vui vẻ. Xin chào cả nhà, bye bye.